Chào các em sinh viên lớp 9 nhá. Thì hôm nay anh sẽ làm một buổi tổng kiến thức tất cả kiến thức hình lớp 6, 7, 8, 9 luôn. Tất cả các kiến thức luôn. Xem bạn nào còn nhớ không nhá. Đầu tiên, vô luôn. Đầu tiên, góc cụ phụ. Góc cụ phụ. Góc cụ phụ là sao? Giờ và ví dụ anh có góc A1 là góc này, góc A2 là góc này. Thì có góc A1 cộng góc A2 bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Góc A1 cộng góc A2 bằng 90 độ. Vì góc A này vuông. Góc B này cũng vuông. Vậy góc A1 cộng góc B1 bằng bao nhiêu độ? A1 cộng góc B1 bằng 90 độ luôn. Vì tam giác này vuông tại H. Suy ra A1 cộng B1 bằng 90 độ luôn. Đấy. Thì suy ra A1 này suy ra A2 bằng B1. Suy ra góc A2 bằng góc B1. Lý do là gì? Là cùng phụ. Đó, A2 bằng B1, A2 bằng góc B1. Lý do là cùng phụ góc B1, à cùng phụ góc A1. Cùng phụ A1. Góc A2 bằng góc B1 cùng phụ A1. Vì góc A2 cộng A1 bằng 90 độ, góc A1 cộng B1 cũng 90 độ luôn. Đó, ok. Đấy là kiến thức về góc cùng phụ. Các em xem thêm cái ví dụ ở đây. Rồi, đường trung bình. Đường trung bình. Lấy hình này cho to này. Đường trung bình, ví dụ một tam giác ABC, một tam giác ABC có điểm M là trung điểm của AB, MN song song BC. Vậy theo tính chất của đường trung bình thì suy ra N sẽ trung điểm AC. Đó, nói lại này, M trung điểm AB và MN song song BC. Rồi suy ra từ hai điều này, suy ra N sẽ là trung điểm của AC. Đấy, từ đây suy ra N trung điểm AC. Rồi, còn một định lý ngược nữa. Nếu M phẩy là trung điểm của A phẩy B phẩy, N phẩy là trung điểm của A phẩy C phẩy, thì MN sẽ song song BC, B phẩy C phẩy. Đó, MN song song B phẩy C phẩy. Rồi, ok, kiến thức đường trung bình, kiến thức thứ hai, không thể quên. Kiến thức thứ ba, chứng minh song song. Chứng minh cùng vuông góc, hai đường thẳng này song song khi nào? Khi nó cùng vuông góc với đường thẳng này. Đây là D1, đây là D2, đây là D3. D3 là đường thẳng dọc rồi nè. Đấy, D1 vuông góc D3, D1 ở D2 vuông góc D3. Suy ra D1 song song D2. Chứng minh song song. Cái này, đây ta có hai góc này ở vị trí so le trong. Các em còn nhớ kiến thức góc so le trong không? Hai góc này ở vị trí đồng vị. Ok. Thì hai đoạn này song song nhau. Hai góc này so le trong thì hai đoạn này song song nhau. Rồi. Kiến thức 4, chứng minh vuông góc. Chứng minh vuông góc. Nếu D1, đây D2, có đây D3, có D2 vuông góc D3 thì suy ra D1 cũng vuông góc D3 luôn. Đó. Cách thứ hai chứng minh vuông góc là góc vuông. Đây là một góc vuông thì hai đường thẳng này sẽ vuông góc với nhau. Cách thứ ba cộng góc 90 độ trong một tam giác có góc, đây tam giác ABC có góc A cộng góc C, góc A cộng góc C bằng 90 độ. Thì suy ra đây góc B sẽ ở 90 độ. Suy ra góc B là 90 độ, suy ra AB vuông góc BC. Rồi. Đây là tính chất của ba đường cao. Trong tam giác ABC có BH là đường cao và CK là đường cao thì AM cũng sẽ được là đường cao. Tính chất ba đường cao. Ba đường cao và cái điểm chỗ này là điểm gì? Chỗ điểm ở đây sẽ gọi là trực tâm. Trực tâm. Tính chất ba đường cao trong một tam giác. Nếu có CK và BH vuông góc
CK, anh trình bày này là CK vuông góc AB. Rồi, BH vuông góc AC mà CKBH cắt nhau tại Y. Đấy, CK cắt BH tại Y. Tại Y thì suy ra cái AI sẽ vuông góc BC. AI sẽ vuông góc BC và suy ra AM vuông góc BC luôn. Rồi đấy. Chứng minh tia phân giác thì hai góc nhỏ bằng nhau. Giả bộ mình có đường thẳng AD, à đoạn thẳng AD này. Ta có góc B1, góc A1 bằng góc A2 thì suy ra AD là tia phân giác của góc BAC. Đó, chứng minh hai góc bằng nhau thôi. Chứng minh đường thẳng trung trực. Đường thẳng trung trực là đường thẳng như thế này. Một đường thẳng D cắt đoạn thẳng AB tại tất cả đoạn thẳng AB tại điểm Y và IA bằng IB. IA bằng IB và đường thẳng D sẽ vuông góc với AB. Định lý đường thẳng trung trực. Các em có nhớ không? Rồi, đường thẳng trung trực xong. Rồi đến chứng minh tam giác cân. Chứng minh tam giác cân thì có 3 cách. Chứng minh tam giác cân có 3 cách. Cách đầu tiên, chứng minh góc B bằng góc C là chứng minh hai góc đáy đấy, bằng nhau. Đấy. Cách thứ hai là chứng minh cạnh AB bằng AC. AB bằng AC. Rồi. Còn cách thứ ba là kẻ đường cao AH. Kẻ đường cao AH. AH vuông góc BC. Kẻ đường cao AH vuông góc BC. H là trung điểm của BC. Thì suy ra tam giác ABC là tam giác cân. Ok. Hai cạnh bên nhau, hai cạnh đáy bằng nhau, đường trung tuyến đồng thời là phân giác hoặc đồng thời là đường cao luôn. Ok. Chứng minh tam giác đều thì một tam giác cân có một góc là 60 độ. Một góc đây bằng 60 độ thì suy ra tam giác ấy sẽ là tam giác đều. Chứng minh hình thang cân là chứng minh hình thang có hai góc ở đáy bằng nhau. Đấy, hai góc ở đáy bằng nhau là hình thang cân. Hoặc là hai đường chéo này bằng nhau. Đấy, hai đường chéo này bằng nhau. Đấy. Chứng minh hình bình hành. Hình bình hành là hình như này nè. Chứng minh hình bình hành. Đó. Hai cặp cạnh song song. Cạnh này song song cạnh này và cạnh này song song cạnh này. Đấy. Hoặc là em phải chứng minh cạnh này song song cạnh này và cạnh này bằng cạnh này luôn. Hoặc là em phải chứng minh hai đường chéo cắt nhau. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ABC. Nếu OA bằng OC và OB bằng OD, nghĩa là trung điểm mỗi đường rồi đấy. Thì đây là hình bình hành. Chứng minh hình chữ nhật. Chứng minh hình chữ nhật là một hình có ba góc vuông. Nếu mà em tìm được hình nào có ba góc vuông thì đó là hình chữ nhật. Hoặc là hình bình hành có một góc vuông. Nếu cái hình bình hành này này mà có một góc vuông thì nó sẽ trở thành hình chữ nhật. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Hình bình hành này hai đường chéo này bằng nhau luôn. AC bằng BD thì nó là hình chữ nhật. Rồi. Đấy là ba hình cơ bản. Rồi, sang tiếp theo. Chứng minh tam giác bằng nhau. Tam giác bằng nhau thì mình đọc từ lớp 7. Cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và góc cạnh góc. Hai tam giác bằng nhau. Cạnh này bạn. Cạnh A, B, C. A phẩy, B phẩy, C phẩy. AB bằng A phẩy B phẩy, AC bằng C A phẩy C phẩy, BC bằng B phẩy C phẩy. Đấy, cạnh cạnh cạnh. Hoặc là cạnh AB bằng cạnh AB, góc A bằng góc A phẩy, góc B bằng góc B phẩy. Góc cạnh góc. Hoặc là cạnh góc cạnh đều được. Ok. Cái tam giác chứng minh tam giác bằng nhau thì rất ít khi gặp bởi vì mình lớp 8 mình đã gặp cái trường hợp là chứng minh tam giác đồng dạng.
Chứng minh tam giác đồng dạng có hai cách cơ bản là góc góc và cạnh góc cạnh. Đây. Ví dụ anh chứng minh tam giác AMN. Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Đồng dạng tam giác ABC. Thì mình có góc A là góc chung, AMN có góc A, góc AB tam giác ABC cũng có góc A luôn. Vậy A là góc chung. A là góc chung. Góc chung. Và góc M1 bằng góc B1. Lý do là gì? Lý do là ở vị trí đồng vị. M1 bằng B1 đồng vị thì chia hai tam giác lại đồng dạng với nhau. Phần lớn là chứng minh dùng cái kiểu góc góc này để chứng minh hai tam giác đồng dạng với nhau. Được chưa các em? Hoặc các em phải dùng cạnh góc cạnh. Nếu góc A là góc chung, AM chia AB bằng AN chia AC thì hai tam giác này đồng dạng với nhau. Rồi, định lý Thales. Thales nếu EF song song BC thì AE chia EB bằng AF chia FC. Đấy. AE này. Chia EB này. Anh ghi to lên A E B F C A E chia EB bằng A F chia FC. Ok. Hoặc là tỷ lệ trung đoạn A E chia AB, A E chia AB bằng A F chia FC bằng A F chia BC. Rồi. Tia phân giác. Xét ABC có AD là phân giác trong. Chia lại đi. Xét tam giác ABC có AD là tia phân giác trong, nghĩa là góc này bằng góc này. Rồi thì AB chia AC bằng DB chia DC. AB chia AC, AB này, AB chia AC bằng DB chia DC, còn nhớ không? Phân giác ngoài, xét tam giác ABC cũng tam giác ABC này nhưng bỏ cạnh AD. Có AE phân giác ngoài. AE đây là AE. B chia AC bằng EB chia EC. Đấy, EB chia EC này. Đấy. Chứng minh thẳng hàng có 7 cách cơ bản. Đến đây bạn nào muốn tìm hiểu về chứng minh thẳng hàng thì dừng video lại để xem. Câu chứng minh thẳng hàng chỉ dành cho những bài tập khó. Chỉ dành những câu cuối, câu gần cuối á. Câu khó, bạn nào muốn thử sức những câu đấy thì dừng video lại và xem. Chứng minh thẳng hàng này là những câu khó này và câu chứng minh cực trị hình học này. Đấy, dùng Cauchy, Cauchy Schwarz này. Hai cái này là mày khó. Rồi, qua hình tròn đi. Lớp 9, bảo qua lớp 9 à. Những cái vừa rồi mình đã tổng quát hết lớp 6, 7, 8 rồi đó. Rồi lớp 9, lớp 9 học kỳ 1 chúng ta học gì? Một tam giác ABC nội tiếp đường tròn là sao? Là tam giác có ba định nằm trên đường tròn, định A nằm trên đường tròn này, thấy không? B trên đường tròn này, C trên đường tròn này. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, BC là đường kính, BC đấy, BC đường kính này đấy. Thì tam giác ABC vuông tại A, tam giác ABC vuông tại A, vuông đây đó, chưa? ABC. Rồi. Tính chất đường kính dây cung. AB là dây cung, AB. AB là dây cung. OI vuông góc AB tại I. I đây. Xuyên I ở trung điểm AB. Rồi, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. IA tiếp tuyến, IB tiếp tuyến. Tiếp tuyến là gì? Tiếp tuyến là đường thẳng đi qua một điểm, đi qua một điểm duy nhất trên đường tròn và vuông góc với bán kính. Đường thẳng IA đi qua điểm A trên đường tròn và vuông góc OA, xuya IA là bán kính. Và khi IA là bán kính thì IA bằng IB. OI là tia phân giác của góc AOB.
Và IO cũng là tia phân giác của góc AIB. Rồi. Còn học kỳ 2 nè. Các sẽ học góc ở tâm, góc ở tâm. Góc AOB, đây là O. Góc A. AOB là góc này. Góc này chính là bằng số đo cung AB, góc ở tâm bằng số đo ở cung luôn. Không em, góc ở tâm là góc AOB bằng số đo cung AB. Đấy. Góc nội tiếp. Góc nội tiếp là trọng tâm này, cái này là trọng tâm này. Đấy. Góc nội tiếp là góc AMB. Góc AMB là bằng 1/2 góc AOB. AOB là góc ở tâm này. Đấy, góc ở tâm này. Góc nội tiếp này là có một điểm nằm trên đường tròn. Còn góc ở tâm là tâm nó là cái đỉnh của nó là ở tâm đường tròn. Rồi, góc nội tiếp là đỉnh là thuộc đường tròn luôn. Đấy, đỉnh M thuộc đường tròn không? Đường tròn này. Đấy, O là tâm thuộc thuộc tâm này. Khác nha. Góc ở tâm với tóc góc nội tiếp khác nhau. Góc nội tiếp bằng 1/2 góc ở tâm bằng 1/2 số đo cung AB. Ừ. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Đây là tiếp tuyến. Đường thẳng D là tiếp tuyến. Tiếp tuyến là gì như anh vừa nói ở trên? Là đường thẳng đi qua một điểm trên đường tròn và vuông góc với bán kính OA. Vậy cái tiếp tuyến này nó đi qua đường tròn, cắt đường tròn tại một điểm A thôi và vuông góc OA, vuông góc ở đây thì nó là tiếp tuyến. Cái tiếp tuyến này nó tạo với đường tròn một cái dây AB. Cái tiếp tuyến tạo với dây AB một góc BA với D, BAD này, góc BAD này. Đấy, góc này là cái góc này nó chính là cái chắn cung AB luôn. Ừ, tiếp tuyến tạo bởi một góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AB thì chắn cung AB. Đấy. Tiếp tuyến. Anh ghi luôn, tiếp tuyến. Tiếp tuyến. Đó. Đây x à. Tiếp tuyến. Ừ. Này, góc. Góc tạo bởi tiếp tuyến và cộng với cả dây cung AB. Góc tạo bởi tiếp tuyến cộng dây cung AB bằng góc nội tiếp cung AB luôn. Cung AB. Đấy. Dây cung AB, góc nội tiếp cung AB luôn. Đấy, để ý AB thấy không? Cứ góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AB thì nội tiếp góc AB luôn. Mà góc AMB cũng nội tiếp góc cung AB. Ừ. Đúng chưa? Xưa hai góc này bằng nhau. Ừ. Và đều bằng 1/2 số đo cung AB. Đều bằng 1/2 số đo cung AB. Rồi, góc ở đỉnh nằm trong đường tròn. Góc ở đỉnh nằm trong đường tròn là sao? Đấy. Cái này nó bị ngược rồi. Cái này nằm ngoài nó phải ở này chứ. Thôi kệ không sao. Ví dụ mình có đây điểm M. Góc ở đây à. Là góc AMC đúng không? Góc AMC thì sẽ bằng 1/2 số đo cung AC trừ đi số đo cung BD. Đấy. Còn góc này, góc AMC này, là góc này sẽ bằng 1/2 số đo cung AC cộng với cả cộng cái này là trừ nha, cái này là cộng với một với cả số đo cung BD. Ok. Và cái kiến thức cuối cùng của hình học nó chính là tứ giác nội tiếp. Ừ, tứ giác nội tiếp này. Thì trước khi vô tứ giác nội tiếp thì anh sẽ test cho mấy đứa cách nhìn góc nội tiếp. Này, góc nội tiếp. Giờ mình góc nội tiếp nha, góc nội tiếp. Mình phải tập nhìn góc nội tiếp trước khi làm được bài. Đây, giờ vờ. Những góc nào nội tiếp cung BC? Đấy. Cung BC có những góc nào nội tiếp? Nào, kể là BC là BC. Góc nội tiếp là nào? Góc nội tiếp có một đỉnh nằm trên đường tròn. Đấy. Mình đưa lên này. Rồi, góc này.
BAC. Rồi, BAC. Cung BC có góc BAC nội tiếp. Rồi, nội tiếp BAC nội tiếp cung BC á. Có góc nào nữa? Đưa lên này rồi. Giờ mình có thấy đường này không? Đưa lên đường này. Rồi. BEC. BEC góc nội tiếp đều bằng nhau hết. Bằng BDC. Đó. Giờ cung CD là sao? Cung CD, bạn nào nhìn thấy không? Cung CD mình sẽ có góc CBD, CBD này. CAD này. Rồi. CEAD này. À, ok không? Đây này, bằng đây này. Bằng đây này. Đấy, góc nội tiếp, nhìn thấy góc nội tiếp chưa? Góc nội tiếp là có góc là định là thuộc đường tròn này, đấy, định thuộc đường tròn này. Định thuộc đường tròn này. Đấy. Hai cái định còn lại, hai cái kia còn lại nó thuộc cái cung. Ừ, cung CD đấy. Ừ, ok, nhìn thấy chưa? Rồi qua tứ giác nội tiếp luôn. Tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp là sao? Tứ giác nội tiếp là tứ giác. Tam giác nội tiếp là tam giác có 3 định thuộc một đường tròn. Vậy tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 định đều thuộc một đường tròn. Đấy, 4 định đều thuộc đường tròn. Rồi, để chứng minh tứ giác nội tiếp thì mình cần chứng minh gì? Chứng minh 4 định của tứ giác cách đều một điểm nào đó. Như cái này. Đây đường tròn tâm O. Tứ giác ABCD nội tiếp khi nào? Khi và chỉ khi OA bằng OB bằng OC bằng OD. OA bằng OB bằng OC bằng OD thì suy ra ABCD nội tiếp đường tròn O. Đấy. Ok. Cách chứng minh thứ hai, đây cách chứng minh nhất. Cái này là trọng tâm này. Trọng tâm. Trọng tâm học kỳ 2 có tứ giác nội tiếp và cái góc nội tiếp. Và cái tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp. Ừ, tứ giác nội tiếp. Chứng minh tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Ví dụ tứ giác ABCD có góc A cộng góc C, góc A cộng góc C bằng 180 độ thì suy ra ABCD là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp. Ok. Chứng minh tứ giác có hai định cùng nhìn một cạnh cùng nhìn một cùng kề một cạnh cùng nhìn một cạnh giải góc của nhau, nhìn nôm na vậy thôi chứ thực ra đơn giản lắm, nó chính là góc nội tiếp thôi à, chứ không có gì cả. Đây cùng là chính là hai góc này này. Đây là tứ giác ABCD và nhìn anh này, góc DAC là góc này đúng không? Kéo xuống hết, kéo xuống hết rồi kéo lên lại. Đấy. Nghĩa là góc DAC, góc DAC bằng góc DBC. Ừ. DAC bằng DBC thì suy ra tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp, là tứ giác nội tiếp. Ok. Góc DAC bằng góc DBC. Hoặc là em có thể chứng minh như nào? Rồi cung AD thì sao? Cung AD thì có góc này nội tiếp này. Đấy, xong còn góc này nữa này. Đó. Góc A, B, D này. Và góc A, C, D này. Đấy. Cung BC thì sao? Cung BC thì có B, D, C này. Ừ. Và B, A, C này. Ừ. Nhìn thấy góc nội tiếp không? Nhìn thấy góc nội tiếp sẽ làm được. Ok. Ừ. Cung AB thì sao? Cung AB có ADB này, ADB này. Đấy, và ACB này. Đấy. Nghe góc này, với góc này này. Đấy. Ok. Nhìn được chưa? Rồi, chứng minh tổng số đo hai góc đối bằng nhau. Rồi. ABCD, tứ giác ABCD. Có góc A cộng góc C. C này. Góc A cộng góc C bằng góc D cộng góc B bằng góc B cộng góc D. Đấy.
Thì xuê ABCD là tứ giác nội tiếp. Rồi, cái cách thường gặp nhất hay gặp nhất nữa là chứng minh góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện. Tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD. Đấy. Giả bộ anh kéo dài AB ra, kéo dài AB ra. Đây là x. Anh sẽ có góc XAD là góc này. Đấy. Bằng góc BCD là góc này. XAD. XAD bằng góc BCD. Thì xue ABCD là tứ giác nội tiếp. Đấy, ABCD là tứ giác nội tiếp nếu góc này cái này. Vì sao? Cái này nó cũng giống y chang định lý này thôi. Nó cũng giống y chang định lý này thôi. Có phải là từ cái định lý này này, từ cái này này chứng minh này, góc A cộng góc C bằng 180 độ đúng không? A cộng C 180 độ này. Nếu mà em lấy góc A A1 này là góc này này. Đấy. Cộng góc C này A1 này. A1 này cộng C này bằng 180 độ này. Đúng không? Mà góc A1 cộng góc XAD A1 cộng XAD A1 cộng XAD có phải bằng 180 độ không? Đây là một đường thẳng nè. Thì đây là góc bẹt. Góc bẹt thì nằm 180 độ. Một góc bẹt này là 180 độ, đúng không? A1 cộng XAD bằng 180 độ. À, 180 độ, 180 độ. A1, A1. Thì xue góc C bằng góc XAD. Góc C bằng góc XAD. Đó. Nó chính là định lý thứ hai thôi, mà nó màu mè hơn xíu thôi. Ok. Nghĩa là mình chỉ cần dùng cái gì, dùng cái này là chứng minh tứ giác tạo hai góc đối 180 độ. Đấy. Cái này suy ra được cái kia luôn, cái này suy ra được cái bên này luôn, cái tự dùng cái này với cả dùng cái này đấy là giải quyết hầu như là hết tất cả luôn. Dùng cái này là nhìn góc nội tiếp này. Đấy. Rồi anh ví dụ bài tập nhá, cho tam giác ABC nhọn, các đường cao ADBC vậy CF cách nhau tại H nè. Tam giác ABC là tam giác nhọn, đường cao AD, CF và BE cắt nhau tại H. Ba đường cao, tam giác có ba đường cao. Thì H gọi là gì đối với em? H là gì? Đầu tiên anh nói rồi, nãy anh nói trực tâm. Đấy, trực tâm. Ok. Chứng minh BCEF là tứ giác nội tiếp. Câu A. Chứng minh rằng BCEF là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp. Kẹo vô BCEF. Ok. Bây giờ BCEF đúng không? BCEF thì có gì? Em nhìn thấy đây tứ giác này đúng không? Có góc E 90 độ, góc F 90 độ, góc BFC với góc BEC 90 độ này. Mà hai góc này như nào? Hai góc này có phải là cùng nhìn một cạnh BC không? Đấy, cùng nhìn một cạnh BC. Đúng không? Nó chính là định lý nào? Nó chính là định lý là cùng nhìn một cạnh này. Đấy, hai góc cùng nhìn một cạnh này. Đấy, hai góc này và góc này. Góc này và góc này. Đấy, thì suy ra tứ giác nội tiếp. Đấy, thấy không? Góc này. Đấy, góc E và góc F này. Ok, trình bày nhá. Góc BFC bằng 90 độ. Lý do CF vuông góc AB. Góc BEC, BEC bằng 90 độ. Lý do BE vuông góc AC. Rồi. Xue BFC bằng góc BEC bằng 90 độ. Đó, hai góc bằng nhau, xue BC EF là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp. Đấy. Vì hai góc này vì BFC và bằng BEC cùng nhìn cạnh BC
BC đấy. BEC bằng BFC. BFC bằng BEC cùng nhìn cạnh BC. Đấy. Ok. Trình bày gọn gàng sạch đẹp nhé. Câu B, chứng minh AFHE, AFHE là tứ giác nội tiếp. Rồi. Chứng minh câu B đây luôn. AFHE, HE là tứ giác nội tiếp. AFHE, AFHE, AFHE này. Thì ta thấy góc AFH với góc AEH là hai góc vuông, đúng không? Hai góc vuông thì tổng hai góc vuông bao nhiêu độ? Bằng 180 độ. Thì sao? Thì đây là tứ giác nội tiếp. Đó, định lý như này. Tứ giác có hai góc đối, góc A cộng góc C bằng 180 độ chia là tứ giác nội tiếp. Đó, tứ giác AFHE có góc AFH và góc AEH bằng 100 tổng 180 độ. Chứng trình bày này. Góc AFH bằng 90 độ. Lý do là CF vuông góc AB. AEB AEB bằng 90 độ. Vì BE vuông góc AC. AC. Rồi. CAFH cộng với cả AEH rồi đi. AEB chính là AEH đấy. AEB là chính là AEH đấy. AEH bằng 180 độ. Tổng hai góc đối 180 độ suy ra AFHE là tứ giác nội tiếp. Rồi, tứ giác nội tiếp. Rồi xong. Lý do tổng hai góc đối bằng 180 độ. Rồi, ok xong. Câu còn câu C BFHD. BFHD. BFHD thì có góc BFH và góc HDB bằng 90 độ. Hai góc này là hai góc đối. Tổng hai góc đối bằng 180 độ. Cái này các em về nhà tự chứng minh nhá. Tự chứng minh như như câu B. Đấy. Ok, nay thì dừng ở đây thôi. Sẽ tỏ anh đã tóm tắt tất